Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Hiện tại tôi đang đứng trước khu vực trưng bày xe đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Hôm nay tôi làm video này để giới thiệu cho quý vị về dịch vụ mua bán xe cũ tại Toyota Tân Cảng, cũng như là dịch vụ thu xe cũ, cũng như là đổi xe cũ, xe mới dành cho quý vị khách hàng. Thì hiện tại đối với quy trình bán xe cũ tại Toyota Tân Cảng, thì khi quý vị muốn xem xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì quý vị có thể ghé tại Toyota Tân Cảng tại khu vực trưng bày xe cũ này. Thì quý vị có thể xem xe, những mẫu xe trực tiếp ở đây. Quý vị có thể được xem, được rờ mó nó, được quan sát kỹ lưỡng tất cả các mẫu xe này. Và đối với xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì chúng tôi có nguyên tắc 3-0 đối với những cái mẫu xe cũ này. Đó là xe này chúng tôi đảm bảo với quý vị là xe này sẽ không bị tai nạn, không ảnh hưởng gì tới bộ gấm khung gầm cũng như là động cơ của xe. Thứ hai nữa là xe này sẽ không bị thủy kích hay là bị ngập nước. Và thứ ba nữa là chúng tôi cam kết là sẽ không có hiện tượng quay số km trên những mẫu xe này. Vì vậy khi quý vị mua xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về những cái mẫu xe cũ mà chúng tôi đang trưng bày và bán tại đây. Và nếu khách hàng mà muốn mua xe cũ mà chưa đủ tài chính thì sao? Thì hiện tại đối với xe cũ tại Toyota Tân Cảng thì chúng tôi có bán qua hình thức trả góp với ngân hàng và cho vay với tỷ lệ là 75% trên giá trị của xe cũ và được vay trong thời hạn 5 năm. Thì khi quý vị cần tư vấn về những mẫu xe cũ này thì quý vị có thể liên hệ hotline của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn quý khách về là xe cũ này nó như thế nào, những mẫu xe nào. Ví dụ như ở đây chúng tôi có Innova số E, số sàn là hơi 4, hoặc là Fortuner máy dầu, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị nó được cụ thể hơn. Còn đối với một số quý vị muốn, ví dụ đang sử dụng cái mẫu 214 này mà muốn nâng cấp lên mẫu xe mới hơn, ví dụ như là Innova đời 2017 hay là Fortuner hiện tại, mẫu mới hiện tại bây giờ, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng là chúng tôi sẽ thẩm định lại cái giá trị xe cũ đó. Quy trình thì ví dụ như quý vị muốn đổi cái xe cũ thì quý vị có thể gọi hotline của chúng tôi luôn, và thì chúng tôi sẽ tiến hành là nắm một số thông tin của quý vị khách hàng, ví dụ như là bảng số xe, số km đi, màu sắc và giá quý vị muốn bán cho mẫu xe cũ của mình là bao nhiêu. Thì thông qua đó chúng tôi sẽ cử nhân viên trực tiếp đến liên hệ trực tiếp đến quý khách hàng và hẹn khách hàng là chúng tôi sẽ xem xét cái mẫu xe đó và chúng tôi sẽ định giá cũng như là thương lượng giá với quý vị khách hàng. Giá thì chúng tôi sẽ cam kết khi chúng tôi thu vào thì giá thì sẽ là ngang bằng với lại thị trường. Và khi quý vị, đặc biệt đối với quý vị khách hàng nào mà bán xe cũ mà đổi qua xe mới của bên hãng Toyota luôn á, thì chúng tôi sẽ có chính sách hỗ trợ rất là đặc biệt dành cho quý khách hàng. Chúng tôi có thể vừa hỗ trợ trên giá xe cũ cho quý vị, thu quý vị giá cao hơn, và cũng như là đối với những khi đối với xe mới á, thì ngoài những cái chính sách thông thường mà chúng tôi đang áp dụng với chương trình khuyến mãi xe mới thì chúng tôi sẽ có thêm cái phần khuyến mãi thêm cho quý vị khách hàng khi mà quý vị đổi xe cũ mà lấy xe mới. Thì ở đây chúng tôi thì thu xe cũ ở tất cả các hãng, và ví dụ quý vị đang đi xe Ford hay xe Kia hay xe Hyundai mà quý vị muốn đổi qua dòng xe Toyota thì chúng tôi vẫn hỗ trợ quý vị khách hàng mà đổi qua cũ qua xe mới của hãng Toyota. Nhưng chúng tôi cũng có một số lưu ý, tại vì chúng tôi ở trong hãng thì chúng tôi cam kết với quý vị khách hàng khi chúng tôi bán xe đó là nói không đối với xe tai nạn và không thủy kích. Nên vì vậy đối với xe, quý vị khách hàng nào đã bị va chạm mà ảnh hưởng tới khung xaxi cũng như là động cơ của cái mẫu xe cũ đó, hay là xe bị ngập nước, thì chúng tôi cũng xin lỗi quý vị là chắc chắn cái mẫu xe đó chúng tôi, khi mà chúng tôi xem xe thì và cũng như là kiểm tra qua 172 hạng mục của Toyota thì chắc chắn những mẫu xe đó chúng tôi sẽ không thu và
Điều này là nó chúng đúng như cái, những cái cam kết mà hãng chúng tôi đã đưa ra về đảm bảo chất lượng xe của khách hàng. Đây là những cái quy trình mua và bán xe cũ tại cũng như là thu xe cũ cũng như là đổ xe cũ lấy xe mới tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Nếu quý vị có nhu cầu bán xe cũ hay là mua xe cũ thì quý vị có thể liên hệ hotline 0937 447 889. Tôi tên là Kim, là điện thoại nhanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Còn nếu quý vị cần tư vấn về hỗ trợ thủ tục ngân hàng, mức lãi suất như thế nào, cũng như là cái quy trình, cái trả góp mua xe như thế nào, quý vị có thể liên hệ hotline của ngân hàng 0933 991 709. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý vị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.